Tóm tắt, hương khúc, mẫu 1. Nhân vật tôi nhớ về mùi thơm ngậy của rau khúc đổ chín, mùi của gạo nếp, mùi của nhân đậu xanh, quyện vào mùi hành mỡ. Nhân vật tôi nhớ lại rằng, ba của nhân vật tôi từng tỉ mỉ giã rau khúc, trộn rau khúc với bột nếp rồi nhào thành bánh. Nhân vật tôi thường ngồi bên bếp lửa cùng bà đổ bánh. Căn bếp là nơi ấm áp, tràn ngập thương nhớ của nhân vật tôi. Văn bản hương khúc đã thể hiện tình cảm của tác giả khi nhớ về chiếc bánh khúc tuổi thơ, một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân gian. Tóm tắt, hương khúc, mẫu 2. Văn bản hương khúc đã thể hiện tình cảm của tác giả khi nhớ về chiếc bánh khúc tuổi thơ, một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân tộc. Nhân vật tôi nhớ lại cảm giác khi được bà cho ăn bánh khúc, nhớ về mùi thơm ngậy của rau khúc đổ chín, mùi gạo nếp, mùi nhân đậu xanh, quyện vào mùi hành mỡ. Nhân vật tôi nhớ bà từng tỉ mỉ giã rau khúc, trộn rau khúc với bột nếp rồi nhào thành bánh. Nhân vật tôi thường ngồi bên bếp lửa cùng bà đổ bánh, căn bếp là nơi ấm áp, ngập tràn thương nhớ của nhân vật tôi. Tóm tắt, hương khúc, mẫu 3. Cuối tháng 11 âm lịch, rau khúc bắt đầu nở, nhưng phải sang tháng riêng, tháng 2, rau khúc mới nở rộ. Nhân vật tôi nhớ về những đêm mưa, bà nói rằng khúc nở trắng đồng. Nhân vật tôi nhớ lại cảm giác khi được bà cho ăn bánh khúc. Nhân vật tôi nhớ về mùi thơm ngậy của rau khúc đổ chín, mùi của gạo nếp, mùi của nhân đậu xanh, quyện vào mùi hành mỡ. Nhân vật tôi nhớ lại rằng, ba của nhân vật tôi từng tỉ mỉ giã rau khúc, trộn rau khúc với bột nếp rồi nhào thành bánh. Nhân vật tôi thường ngồi bên bếp lửa cùng bà đổ bánh. Căn bếp là nơi ấm áp, tràn ngập thương nhớ của nhân vật tôi.